Em xin giới thiệu, đây là đồng hồ đeo tay Sainam đến từ thương hiệu Kecher, một thương hiệu đã được vinh danh và nổi tiếng toàn cầu đến từ nước Mỹ. Size của đồng hồ là 45 chưa tính núm, đồng hồ này sử dụng pin. Đồng hồ chưa qua sử dụng, đáy còn nguyên siêu, nguyên tác. Các bác cần xem hình ảnh chi tiết, cần mua hàng vui lòng liên hệ 0931008099. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, em ship hàng toàn quốc. Các bác vui lòng cọc giúp em 300.000 hoặc chuyển đủ, em bao ship tận nơi cho mình. Đây, đáy có đồng hồ còn nguyên siêu nha, đồng hồ chính hãng đến từ thương hiệu Kecher. Đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ chống nước ở độ sâu 30m, máy xà băng cho các bác sử dụng. Dây khóa SIM theo đồng hồ đều có logo của hãng Kecher nha. Em đeo cái đồng hồ này lên tay cho các bác tham khảo nè. Mình đeo cái đồng hồ này kết hợp thêm đôi giày của hãng Kecher nữa thì tông sạc tông rất là sang. Mẫu thể thao vô cùng nam tính mà giá bán em bán ra rất là mềm, chỉ vài trăm ngàn thôi, mình đã sở hữu được cái đồng hồ rất là xịn, chính hãng đến từ thương hiệu Kecher, máy xà băng cho các bác sử dụng lâu dài.